Sona hay Kaiza mà dính chiêu thì đều là rất thốn nha. Băng qua tường, đúp qua tường đến từ vị trí của Bay Phương, có bản năng sát thủ bắn thẳng vào với Táo Bạo, một điểm hạ gục dành cho Bay Phương. Đẩy đối phương vào tường với cú double kill trước mắt. Và Nhát Trẻ Nguyên Tố hạ gục thành công được Kaiza, cú double kill ở trên top dành cho Bay Phương. Có cỏ nha. Bay Phương sẽ phải liên tục giữ cỏ và băng để có thể tăng khả năng khó chịu khi đi đường. Cỏ thì áp sát, băng thì giữ chân. Ăn con xe to lên 3 nào, lên 3 vào luôn. Táo Bạo đánh thường quy, kích sốc điện. Tiếp tục là thêm một nhịp quy nữa để lấy máu của Shinra. Lấy càng nhiều máu Shinra càng tốt. Quét tan kẻ yếu không làm choáng từ Shinra nha. Chơi hit rất lời từ Bay Phương. Nào tiếp tục là giữ băng, băng thẳng vào giữ chân đối phương, ép tốc biến tốt đến từ Bay Phương. Nào bây giờ thì đủ máu này, có áp lực solo kill này. Máu này là có áp lực solo kill này, đẩy cỏ ra. Có khả năng áp sát nha. Đúp flat quy, thiêu đốt đủ đạn rồi. Thêm một nhịp táo bạo nữa là đủ sát thương đến từ vị trí của Bay Phương với mạng solo kill. Như đã nói thì cái máu đấy của con Shinra đủ để Bay Phương anh ta lên 4 với 2 lần nha, chém nguyên tố để solo kill. Đứng trên lính luôn, áp sát đối phương, đánh luôn đến từ Bay Phương, đánh trên lính luôn. Đẩy cỏ ra, tiếp tục là duy trì băng. 4 con lính đánh vào người của Bay Phương nhưng không quá là hề hấn. Chỉ là một cái nhịp cầu máu đến từ Bay Phương và anh ta làm tốt với điều đấy. Quét tan lần này không làm choáng và giữ chân tốt đến từ Bay Phương. Tiếp tục là dí theo đánh thường, có sốc điện nha, một nhịp quy nữa là đủ đàm và tạm biệt. Rất mắc binh đấy. Có thế giới bùng nổ nha, có thế giới bùng nổ nha. Shinra thì đang phải đợi hồi lại cho mình, quét tan kẻ yếu. Băng thẳng vào đến từ Bay Phương, đẩy đối phương vào tường và tạm biệt. Shinra nằm xuống quá nhanh với tốc độ combo đến từ Bay Phương ở trong pha xử lý vừa rồi. Di chuyển ra khu vực sông để hỗ trợ đồng đội luôn, Curmew giao tranh với Silas. Nào nhưng Bay Phương tới là 2-1. Máu Curmew là tương đối nhiều, liên tục là đánh thương đối phương trước. Đẩy cỏ ra hai nhịp quy và đó là điểm hạ gục dành cho Silas. Xong dừng mãng xa rồi, bắt đầu trong công cuộc tích số thôi. Đứng dình này, áp sát vào Shinra dùng đua thế giới bùng nổ. Một nhịp quy. Shinra còn tốc biến đi đến từ Shinra nhưng cú quy theo thì nó không đủ tầm anh em ạ. Một chấm máu đến từ Shinra và đứng giữa bên phía thì một vẫn sống trong tình huống combo vừa rồi đến từ Bay Phương. Hơi xui cho Bay Phương, máu của Shinra còn rất thấp, dưới 50. Không có solo kill. Silas sẽ đẩy ở khu đứng giữa và chạy xuống cánh dưới đến từ Bay Phương ở trong nhịp này. Curmew không còn quá nhiều máu nữa nhưng Bay Phương cũng tương tự là như vậy. Đang lại lườm nhau, đúng không trung đến từ Curmew rồi, đang tích quy. Giáo thức chuẩn xác lần 2 chưa kích hoạt được bởi vì đó là một nhịp cỏ rất thông minh đến từ Bay Phương nha. Đẩy cỏ ra cực kỳ thông minh, hai nhịp cỏ. Và đây sẽ là solo kill trang. Nào dính tối hậu thư, Bay Phương tốc biến bỏ chạy. Lao theo, vẫn có một nhịp cỏ để có thể cố gắng tăng hình. Vẫn thoát được đến từ Bay Phương mặc dù dính tối hậu thư của đối phương. Chưa bên nào nằm xuống cả anh em ạ. Pha PK rất gắt đến từ Curmew và Kiana của Bay Phương. Cánh dưới đến từ Bay Phương. Curmew không còn quá nhiều máu nữa nhưng Bay Phương cũng tương tự là như vậy. Nào hai bên đang lườm nhau đẩy cỏ ra. Không kích được giao thức chuẩn xác lần 2 đến từ Curmew. Liên tục giữ cỏ từ Bay Phương, anh ta cực kỳ khó chịu trong thơn này. Tối hậu thư được gửi đến từ vị trí của Curmew. Tốc bến bỏ chạy từ Bay Phương. Thêm một nhịp cỏ nữa lại là tàng hình đến từ Bay Phương. Chưa đủ sát thương tới từ Curmew. Không ai nằm trong tình huống PK vừa rồi cả. Mỗi bên một chấm máu, sau đó là rút lui. Bay Phương đang cố gắng hút lại máu nào. Thả sứ giả đến từ Kha'Zix ở khu vực đường dưới. Đây rõ ràng là pha muốn lấy trụ bột toàn bản đồ đến từ vị trí của Kha'Zix rồi. Nhưng liệu anh ta có thành công hay không? Đây tiếp tục là nhịp cỏ đẩy ra. Kha'Zix vẫn chưa đủ sát thương để rút điểm. Bay Phương thêm nhịp cỏ nữa. Kha'Zix mất nhảy rồi. Dính chiêu cuối của Border Kaiser. Curmew quay trở lại, lại thấp máu. Làm choáng thành công với Dujibok phân thân. Nhưng đó là tình huống EQ tốt đến từ Bay Phương. Để có được mạng thứ tư ở ván này, pha kéo không đủ tầm, Kha'Zix thoát được rồi. Một cái sở cũng không đủ sát thương để hạ gục người đi rừng đối phương và thêm một nhịp cỏ nữa rất khó chịu đến từ Bay Phương. Cái quy cỏ nó tăng hình, con Kha'Zix nó không thể chạm được vào người Bay Phương mặc dù Bay Phương thấp máu anh em ạ. Một cú quy có cô lập là sẽ có đủ sát thương, nhưng Bay Phương không cho phép đối phương làm điều đó. Ông pha xử lý Bay Phương rồi, sẵn sàng với thế giới bùng nổ và thiêu đốt. Sona hay Kaiza mà dính chiêu thì đều là rất thốn nha. Băng qua tường, đúp qua tường đến từ vị trí của Bay Phương, có bản năng sát thủ bắn thẳng vào với Táo Bạo, một điểm hạ gục dành cho Bay Phương. Đẩy đối phương vào tường với cú double kill trước mắt và Nhát Trẻ Nguyên Tố hạ gục thành công được Kaiza, cú double kill ở trên top dành cho Bay Phương.
Một nhịp rôm ganh rất đơn giản đấy, từ bấy phần khi anh ta có chiêu cuối, thậm chí không cần dùng thiêu đốt để có được cho mình cú double kill ở trong pha. Hồi lại cho mình thế giới bùng nổ này, băng thẳng vào một nhịp cỏ áp sát vị trí của Kermiu, sát thương kìa. Còn móng vuốt nha, tiếp tục là dạng cỏ áp sát. Thêm một nhịp cỏ nữa, Dujemok phi thân bỏ chạy đến từ Kermiu rồi. Vẫn quyết tâm truy đuổi đến từ bấy phần luôn. Nào đây có áp sát đối phương, còn móng vuốt nha. Chiêu cuối sẵn sàng từ bấy phần, anh ta vẫn chưa phải sử dụng chiêu cuối trong tình huống này. Một nhịp thiêu đốt là đủ đam. Dùng luôn chiêu cuối, Khazik anh ta lùi về được, không dính cú làm choáng. Tiếp tục là dạng cỏ thẳng hình nhưng anh ta bị dính chiêu của Sona lên bảng điểm số rồi. Là nằm xuống đầu tiên đến từ bay phần ở ván này nhưng Silas sẽ dọn dẹp nốt tàn cuộc. Cú double kill ở trước mắt Silas nhưng Syndra tới quét tan kẻ yếu, chỉ là một mạng dành cho Silas thôi. Tốc biến bùng nổ sức mạnh luôn đến từ Syndra có thiêu đốt. Liên tục là những mạng nằm xuống 2 đổi 2 trên top. Một bên mất mid rừng, một bên mất top rừng. Nhưng cảm giác bấy phần vừa bị shut down một mạng rất giá trị nhỉ. Không quá lời đâu. Cuối rồi sẵn sàng móng vuốt. Nào đẩy cỏ qua tường. Áp sát vào Kai'Sa. Có Khazik ở đây luôn. Dùng chiêu cuối vào Khazik luôn. Sát thương rất lớn đến từ bấy phần với hai nhịp nha chém nguyên tố. Và đó là đủ sát thương với mạng thứ 8 cho bấy phần ở ván này. Tiếp tục hướng lên trên thôi. Tiếp tục hướng lên trên để đẩy trụ 2. Nào Syndra đứng dình. Nhưng Silas cũng đang rất gần ở khu vực này nha. Sẽ là một nhịp thả sứ giả đến từ Silas để lấy về cái trụ thứ hai. Cánh trên dành cho team của bấy phần. Sứ giả vẫn quyết định ở lại chưa bấm mê về nhà đến từ bấy phần. 16 giây hồi lại chiêu cuối đến từ bấy phần nha. Syndra cấp 12. Trong khi đó bấy phần là cấp 14. Nào áp sát vừa tốc biến vào chơi luôn đến từ vị trí của bấy phần với thiêu đốt, anh ta đủ sát thường. Hai nhịp nhát chém nguyên tố quá nhanh đến từ bấy phần. Và rõ ràng con Syndra không có tốc biến, không có cách nào để có thể trốn thoát được. Thì cách duy nhất của con Syndra nó có thể chống lại con Kiena là cú chứ. Quét tan kẻ yếu anh em ạ. Bấy phần anh ta cứ dình đối phương hết quét tan, anh ta bay thẳng vào thì làm cách nào để Syndra có thể thoát được đây. Chưa xong thần kiếm nhưng mà chưa tích đủ số nước mắt nhưng sắp xong rồi. 345 số đến từ kiếm mana moon của bấy phần vừa được hoàn thành ở phút thứ 20. Ba đồ lớn ở phút thứ 20 đến từ bấy phần, còn Kiena 913. Kai'Sa hạ gục Mordekaiser ở cánh dưới nhưng đây sẽ là Baron dành cho team của bấy phần. Di chuyển ra đường giữa thôi. Có một loại Baron rồi nhưng mà những cái trụ thứ hai của đối phương đã bị lấy đi hết, đồng nghĩa với việc Baron này sẽ cố gắng để chạm vào những cái trụ ba hay là ra kiểm soát rồng thì nó sẽ hợp lý hơn. Linh hồn trận này là linh hồn rồng gió nhá. Tiếp tục là đứng dình từ bấy phần, ở tầm này phải đi săn người chứ. Đã update xong thần kiếm và đây là ngưỡng sức mạnh đến từ Kiena nha, ăn tia truy kích rồi. Và tàn tốt đến từ Syndra. Nhưng bấy phần rất nhanh với lao táo bạo cũng như là tình huống móng vuốt, tiếp tục áp sát đối phương với dạng cỏ này. Đẩy chiêu cuối ra để có thể phòng ngự. Phát đó thì dùng chiêu cuối để phòng ngự thôi. Nếu như Kai'Sa và Sona ở lại trên từ bấy phần. Hai bùa dưới chân rất ready rồi. Chuẩn bị có một tình huống mà áp sát đối phương. Liên tục là cỏ đẩy ra nha. Có mất kiểm soát đến từ bấy phần. Là một chất tướng sát thủ như kiểu là Kiena bạn cần phải làm như thế này. Sona mất máu kìa. Bùng nổ sức mạnh luôn đến từ vị trí của Syndra và đó là Kai'Sa dứt điểm thành công bấy phần. Và băng vào quá hổ bao đến từ bấy phần và anh ta dính nhiều chiêu quá. Hai cú chiêu cuối vào đầu. Làm sao thở nổi đây. Sona nó khá trâu nhỉ. Hai nhịp nhát chém nguyên tố. Không có thiêu đốt. Nhông va vừa rồi nhưng mà cũng không thứ gì ở góc trái. Thành trừng sấy. Có luôn chiêu cuối từ Sona rồi. Đại hồng thủy băng thẳng vào từ bấy phần với xác đầu tiên của anh ta. Một nhịp táo bạo và nhát chém nguyên tố là đủ sát thương để hạ gục thành công Kai'Sa với mạng thứ 11 dành cho bấy phần. Tiếp tục sẽ là tình huống hướng xuống cánh dưới để đẩy. Sẽ là đẩy hai cánh lên. Lính đường trên cũng đang là lính đẩy nhưng mà Khazik bắt buộc phải di chuyển lên để có thể phòng ngự rồi. Kai'Sa nằm xuống, mất đi xạ thủ đồng nghĩa với việc là khi một đang đứng trước nguy cơ mất ít nhất là một đường nha. Bằng thẳng vào từ bấy phần, thêm một nhịp bóng vuốt áp sát nữa. Một cú quy mắc tầm và đó là điểm hạ gục thứ 12 cho bấy phần. Quét tan kẻ hiếu né tốt với cú tốc biến. Và dùng sát thương rất nhanh đến từ bấy phần. Khazik không còn quá nhiều máu nha. Mordekaiser hạ gục thành công Sona ở trong vương quốc tử vong rồi, còn góc này thì Kermiu có thể bị bắt lại. Kermiu dùng tối hậu thư nhưng làm sao anh ta thoát được với lượng sát thương tới thứ 4 thành viên của đối phương đây. Kiena của bấy phần có mạng thứ 13.
mất thêm hai người nữa đến từ team 1 và họ đang đứng trước nguy cơ mất đi cho mình đường giữa. Nhưng không, team của Bayfeng đánh rất chắc. Ra Baron thôi. Trước tiện đường công tác thì ăn con bù xanh này đã. Bù xanh sẽ được nhường cho Bayfeng. Cướp thêm con cóc. Khỏi pha mới từ Kha'Zix luôn. Lucian ra thì có thể tổ chức ăn Baron được. Tầm nhìn đến từ bên phía của team 1 thì gần như là không có ở khu vực đó. Bù xanh đang hoàn toàn thuộc về bên phía team 2 để cỏ ra áp sát, nhưng lập tức có quay tăng kéo hai người đóng đồng hồ câu giờ đến từ Silas. Và anh ta sẽ không gặp bất cứ một nguy hiểm nào cả. Bên phương thì có dạng cỏ rồi. Kiena thì được cái là di chuyển ở những cái khu vực đó thì anh ta có thể đẩy cỏ ra để tàng hình. Baron thì ăn rất là nhanh nha, sát thương đến từ Lucian và sát thương đến từ cả Bayfeng và Silas nữa. Dìu mạng xa để được siêu nhanh luôn nhé. Nào Sona di chuyển ra, trốn mắt thành công là có mạng. Nào Bayfeng đứng đi vòng, mục tiêu rõ ràng là Sona chạy đâu. Chạy đâu. Đẩy cỏ ra, tiếp tục là áp sát đối phương. Kai'Sa, Kai'Sa có thể gặp nguy hiểm nhờ tiên tri kích trúng rồi. 2 đánh 1 trong tình huống Lucian thanh trừng chưa đủ tầm bản năng sát thủ luôn đến từ vị trí của Kai'Sa để lùi vai qua tăng kiếu tốt. Bắn thẳng vào chiều cuối trúng lại người đến từ Bayfeng và Sona bị hủy diệt quá nhanh. Kai'Sa chưa đủ sát thương để hạ gục Bayfeng và anh ta nằm xuống. Double kill dành cho Lucian. Cú quét 4 người dành cho team của Bayfeng với pha bọc hậu không thể tuyệt vời hơn. Với chất tướng Kiana đến từ đường giữa của team 2. Idol Bayfeng của chúng ta vẫn thể hiện khả năng sử dụng Kiana phải nói là rất mượt mà trong pha xử lý vừa rồi, và đây sẽ là tưởng thừa. Bằng một đường ở cánh trên hoặc luôn là một tình huống endgame. Cánh dưới thì Mordekaiser đẩy nát trụ bà rồi, anh ta hướng tới nhà lính nhưng bị Kha'Zix hạ gục vào tình huống cô lập. Kha'Zix đã nâng cánh ở cấp 17 rồi, nhưng đây là hai trụ bảo vệ nhà chính bị tấn công. Không ai có đủ sức phòng ngự cả, và chiến thắng dành cho team của Bayfeng ở phút thứ 30. Và xử lý rất hay đến từ Bayfeng để có thể kết liễu ván đấu ở đường trên.